Sáng nay ngày 20 tháng 8, phiên tòa xét xử ly hôn giữa Hằng Du Mục và chồng Trung Quốc sẽ diễn ra. Hơn 7 giờ sáng, theo giờ Việt Nam, hot TikToker có cập nhật mới nhất trên trang cá nhân. Cô viết ngắn gọn, 10 phút nữa, lời cầu nguyện từ đáy lòng. Ngay sau đó, một người thân của Hằng Du Mục ẩn ý cô đã thắng kiện, chồng thua trắng. Về phía chồng Hằng Du Mục, anh cũng có ngay động thái giữa thời điểm nhạy cảm này. Cụ thể, trên kênh TikTok cá nhân, anh đòi về Việt Nam xử đẹp một người. Anh viết, tôi hy vọng người bạn độc hại bên cạnh vợ tôi Hằng Du Mục sẽ rời khỏi cô ấy và con tôi trong vòng 3 ngày. Trong vòng 3 ngày bạn không rời khỏi tôi sẽ về nhà bạn ở Hà Nội, Việt Nam. Tên, hình ảnh, video tất cả sẽ được phơi bày. Hãy để cư dân mạng Việt Nam biết đến bạn. Chưa rõ người bí ẩn bị tôn bằng réo tên là ai, song dân tình đang nóng lòng muốn biết được chồng Hằng Du Mục sẽ làm gì tiếp theo sau phiên tòa kết thúc. Thời gian qua, Tôn Bằng liên tục đăng tải những thông tin không hay về Hằng Du Mục trên hai tài khoản TikTok của anh ta. Trước đó, khi sát giờ được tại ngoại, Tôn Bằng đăng tải lý do anh ta tác động vật lý với Hằng Du Mục. Nguyên văn bài đăng như sau, tôi đã cho cô ấy mọi thứ tôi có và đầu tư vào cô ấy trong nhiều năm. Nhờ những nỗ lực chung của chúng tôi, bây giờ cô ấy đã thành công. Cô ấy có thể kiếm được 10 đến 20 tỷ đồng mỗi tháng, cô ấy trở nên trẻ trung và xinh đẹp. Tôi hơn cô ấy 14 tuổi, tôi có thể tức giận với cô ấy chứ, cô ấy đã làm điều đó như thế nào? Tôi không có tiền để nhập hàng, không có sản phẩm nào được bán ra trong cửa hàng của chúng tôi. Sô-cô-la, trà là Tân Cương, Việt Quất, tôi còn gì để hy vọng? Cô ấy đã không cho tôi hy vọng, điều đó khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi thất vọng, nếu không mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này. Tôn Bằng cho biết anh gặp Hằng Du Mục khi cô mới 21 tuổi, chính anh đã đưa cô đi khắp nơi để quay video. Vì vợ anh đã làm rất nhiều thứ nhưng anh không nhận được sự thành thật, chân thành của vợ. Trong thời gian dịch bệnh, tôi đưa Hằng Du Mục đi khắp cả nước để livestream. Tôi học nấu ăn vì yêu Hằng Du Mục, tôi học làm việc nhà vì yêu Hằng Du Mục. Vì yêu Hằng Du Mục mà tôi học cách chăm con. Hằng Du Mục không thích tôi uống rượu và hút thuốc vì cô ấy tôi đã bỏ hết. Nhưng từ khi Hằng Du Mục trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội ở Việt Nam, cô ấy không còn thành thật với tôi nữa. Cô ấy về Việt Nam làm việc, tiệc tùng và tặng quà. Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi, sự trung thực, thẳng thắn giữa hai vợ chồng không còn nữa. Ai mà không muốn sống một cuộc sống tốt chứ, Tôn Bằng viết. Điều quan trọng nhất giữa vợ chồng là tôn trọng và đối xử chân thành với nhau. Không thì kiếm bao nhiêu tiền cũng không hạnh phúc được, chồng Hằng Du Mục bày tỏ. Đúng như những gì Hằng Du Mục đã nói, cuối cùng không có sự ghen tuông nào hết mà tất cả vì hai chữ lợi ích. Nhiều người để lại bình luận dưới bài đăng của Tôn Bằng. Cho tất cả mọi thứ không có nghĩa là thích hành hạ cô ấy kiểu gì cũng được. Người đàn ông đã chịu ở vị trí làm tất cả mọi thứ cho người phụ nữ mình yêu thì tất thảy cả nóng nảy cũng phải kiềm chế hay cả ghen tuông cũng phải văn minh. Và đúng với cái câu nói dành cho mọi thứ như đã tự nói ở bài viết. Còn người phụ nữ của bạn đã chọn ở bên bạn đẻ cho bạn hai người con, chăm cả con riêng của bạn thì chắc hẳn cô gái đó yêu bạn còn hơn những gì bạn yêu cô ấy. Chỉ là bạn quá tàn nhẫn trong cái gọi là tình yêu của bạn dành cho cô ấy thôi. Càng nói càng thấy rõ sự ích kỷ và nhỏ mọn của đàn ông, chưa thấy ổng nói về sự hy sinh của vợ ổng. Trước khi trách người ta, xem lại bản thân mình đã tốt chưa nhé ông chú. Rất nhiều người mong chờ phiên tòa sắp tới Hằng Du Mục giành được quyền nuôi con và cả hai con riêng của Tôn Bằng.